Bố mà cháu ở đây hoang vu vậy không sợ hả? Sợ mẹ. Tế giếng hồi nhỏ, rồi khi mà lớn lên á thì người ta dụ. Dụ ở gỗ. Khờ lắm. Dụ là cặp kè hay là xâm hại? À, xâm hại á, mà đi bán số này nha, hết châm nó rồi. Con nó khờ, nó đâm ra đâu. Thằng kia đâu, có vợ, chưa vợ, ở đi dụ nó, chích cá vô chích luôn á. Mày bán số ai giữ nó, trời ơi, mình nhà vô bán ăn cả giữ đi. Rồi xâm hại xong là chị mang thai luôn đó cô? Mang thai rồi, cái này cái quạch đẻ đâu, cái quạch móc dục rồi, cuội bỏ đứa rồi. Còn hai đứa này sao? Bỏ một bé rồi nữa đó hả? Quăng cái đứa rồi. Là cũng của người đàn ông đó hả? Ông khác luôn à. Thế sau này cái thằng quỷ này chè xuống ở con đẻ con này, để nhỏ, nhỏ mẫu xanh. Để đó, nhỏ thằng này chú giờ, ở con này, mẹ đẻ nhỏ. Nhưng mà con thấy nha, giờ bé Thảo là lớn rồi, cũng ra dáng con gái rồi. Cho nên là cô có dạy cho bé Thảo là phải bảo vệ không có dính vô giống như là mẹ của bé nữa không? Quýnh chết ạ. Đây khó, quýnh, 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 độc ác, quýnh, quýnh, giáng hụt. Dạ xin chào quý cô chú anh chị, hiện tại thì Nhân đang có mặt ở một cánh đồng ở Long An. Và khi Nhân đi ngang địa phương này thì Nhân có nghe nói là có một cuộc sống lập dị của bốn bà cháu ở giữa đồng ruộng như thế này nè. Cho nên là Nhân ghé đây để tìm hiểu thử. Nhân có nghe thông tin ban đầu thì có một bà sống với một cô con gái. Và cô con gái này thì khờ khạo cho nên là bị xâm hại và đã đẻ ra thêm hai đứa con nữa. Và bốn bà cháu thì hiện tại cái tinh thần đều không có ổn định, bị khờ khờ á, thì Nhân cũng ghé đây để tìm hiểu hoàn cảnh, cũng không biết là có trò chuyện được với bốn bà cháu hay không. Thì nãy giờ hỏi đường hoài mới vô được đến đây. Nhân nếu như Nhân đoán không lầm thì chỉ có cái căn nhà nằm ở phía cái lùm cây này nè. Ở đây là đồng ruộng không à, không có hộ dân nào sinh sống hết á, người ta sống ở cái vòng ngoài không à. Khi Nhân đến đây thì thấy chỉ có một cái căn nhà nằm ở trong lùm cây này. Có một bé gái đứng nãy giờ la hét kêu. Kêu cái gì đó. Ở phía này thì Nhân thấy có một bé nhỏ xíu nè. Rồi có một người phụ nữ cũng già già với lại là một cô gái nữa thì phải. Mà nếu như theo lời của bà con ở đây chia sẻ thì chắc đây là bốn bà cháu, Nhân đoán như vậy. Đó, có một bà đang đi về đó. Ở khu vực này thì có căn nhà nằm trong lùm cây, còn lại thì nằm rải rác ở phía xa. Đặc biệt thì nơi này Nhân thấy có khá là nhiều mộ. Có nhà mộ ở đây nè. Bên này cũng có 3-4 phần mộ. Phải nhà của cô đẹp không chị? Chị ơi, à là cô đẹp á đúng không con? Là bà của con hả? Mấy bà cháu không biết đi đâu mà lang thang ngoài cánh đồng vậy nè. Cô tên đẹp đúng không cô? Dạ con ghé thăm gia đình mình. Dạ cô đi đâu vậy? Hả? Mà nói chung á. Đi đám ma hả? Ừ, nói chung về á. À. Cô cho con ngắn này, cô cháu mình trò chuyện tí nha. Ừ. Dạ, ghé thăm hoàn cảnh gia đình mình thôi chứ không có vậy đó. Ừ. Sợ. Hiện tại thì Nhân với bạn Nghĩa cũng gặp được cô rồi, cô tên đẹp đúng không? Ừ. Dạ, cô bao nhiêu tuổi rồi? 56 tuổi rồi. Dạ. Ủa nhà này là của mình luôn á hả? Nhà luôn á. Mình ở 4 người đúng không? 4 người. Hai đứa, hai đứa thoại. Con thấy bé này lanh nè, còn chị kia thì hơi
có phải có vấn đề về tâm thần không cô? Không không, tại vậy. Vậy hả? Ừ. Tại con thấy hỏi chuyện không có trả lời. Ừ. Dạ. Cái này tên Nhi đâu, con lại đây coi. Nhi. Con tên Nhi hả? Dạ. Con mấy tuổi rồi? 2 tuổi. Mấy tuổi? 7 tuổi. 7 tuổi hả? Ừ. Còn kia là chị con á hả? Dạ. Chị con tên gì? Thảo. Tên Thảo. Tên Thảo hả? Thảo mấy tuổi? Chị Thảo mấy tuổi? 16 tuổi. 16 tuổi. Bốn bà cháu ở nhà này là nhà tình thương hả? Nhà tình thương. Rồi chỗ này là đất đồ của tổ tiên mình luôn á hả? Nhà luôn, đất luôn. Dạ. Cô còn làm công việc gì không? Không, bán cái số nữa, hết thì bán nghỉ rồi. Sao nghỉ? Hết vốn nghỉ. Không có vốn hả? Ừ. Cho con vô thăm nhà cái được không? Ừ, được. Dạ. Nhà cũng hư hết rồi. Cô ngủ ở đâu? Ừ, ngủ đây, nó ngủ bệnh. Cô ngủ đây hả? Ừ, nó ngủ bệnh. Ba mẹ con thì ngủ bên kia. Ngủ đây, tôi cũng ngủ đây. Ngủ đây, nó ngủ bệnh. Nó là ai, nó là ai? Mẹ con nó không quên á. Có mình con ngủ đây à? Ừ. Nó còn bộp á, con nó đó. Nhà hư hết trơn rồi nè. Hư rồi. Nhi có đi học không Nhi? Dạ có. Con học lớp mấy? Lớp 2. Lớp 2 rồi hả? Lớp 2 rồi. Ừ. Bé này là học lớp 2. Còn lớp 2. Bé kia có đi học không? Có mà đang nghỉ rồi. Cũng nghỉ luôn. Nghỉ là không có tiền này nghỉ hay sao cô? Mày nghỉ. Ông lớn tuổi rồi, 15 tuổi rồi. Ý là mình không có điều kiện cho bé đi học hay là sao? Không có điều kiện học. Còn bé này thì vẫn còn học. Ừ, học 2. Cái nghỉ nó có kỵ, nó là em. Bé lớp 2 vẫn còn học đúng không? Ừ. Rồi cô đi bán vé số lo tiền cho bé đi học hả? Ừ. Còn mấy bà cháu mình ở đây bao nhiêu năm rồi? 4 năm rồi. Đất nhà mà. Điện, nước, đồ cũng đầy đủ hả? Đầy đủ. Cô bán vé số vậy bán một ngày được bao nhiêu tờ? Bán không ít nè, bán đồng bán ít nè, bán có 50 tờ. Mấy bé có đi bán không? Không, nó kia ở nhà. Nó thì học, đưa cô đi học, mẹ nó. Có mình cô đi bán thôi. mình đi bán thôi. Muốn bà cháu ở đây hoang vu vậy không sợ hả? Sợ mẹ chứ. Ủa. Không quen rồi, sợ gì. Vô chó cắn là bị tối muộn mà thả chó một ngày cột rồi tối cột thả chó là cắn tôi. Không có nuôi chó gì. Trộm vô là cắn luôn. Ừ. Rồi mấy nay hết vốn ở nhà. Ở nhà. Rồi tiền đâu cô nuôi mấy bé? Đi học không vậy? Ý là có tiền để ăn cơm đồ không chứ không đi bán vé số rồi tiền đâu. Mua đồ ăn bậy bạ. Là còn tiền hả? Còn đỉnh hả? Còn được bao nhiêu? Còn có 100 ngàn, mua qua mới mua mới nữa, đi chợ mua mới nữa. Ngày mua đồ ăn bao nhiêu? 50. Mua đồ ăn kia nó canh ăn. Vậy còn 100 là mua được 2 ngày nữa. Ừ. Rồi sao nữa? Rồi sao mới, còn... Mới tiền là nghỉ. Nghỉ rồi lấy gì ăn? Chị bán tiếp vô, đi bán, đi thiếu bán. Rồi giờ còn tiền thì cứ ăn đúng không? Rồi ừ. Xong rồi hết thì đi lấy số thiếu. Ừ. Bán tiếp. Ừ. Có bữa nào bị ế không cô? Không. Mua hết đó mà. Bán ít rồi, tao bán bao không tao mà bán ít nữa. Ừ. Cô con nghe mọi người chia sẻ vậy nè, cái cô thì có con gái đúng không? Ừ. Đó là cái chị ngoài kia. Gái. Chị kia tên gì? Tên Rớt. Tên Thúy An, nó tên Thúy An. Thúy An. Ừ. Tên nhà là Rớt đúng không? Ừ. Mà chị Rớt á thì không có chồng. Ừ, tên Vũ ở bỏ. Vũ hả cô? Ừ. Vũ nhưng mà tới 2 đứa hả hay là 2 người Vũ? 2 người Vũ đó, 2 đứa con là khác cha đó. Nhưng mà sao con thấy chị hơi không có bình thường lắm hả cô? Khờn, mình té giếng lần. Khờn qua bà chợ có 2 đứa con. Té giếng nữa? Ừ, có giếng, té giếng một nhà nè, té giếng lần. Là con tư xài rồi chứ đắp vừa đắp giếng nữa. Rào giếng rồi. Giờ còn cái giếng mà sao hả? Ừ, giếng sao bỏ 3 cây rải rồi. Rồi xài ông tư cơ.
Thầy Nhân Đốc. Cô với con ra ngoài hỏi chuyện chị thử là chị biết không? Đi. Đi. Nó khờ lắm, con nhỏ kia chết rồi. Ai chết? Nhỏ em. Vậy là cô có hai con gái hả? Hai đứa chết nữa rồi. Mất trộn. Nhưng mà chị này á là từ hồi nhỏ là đã như vậy rồi hay là... Nhỏ, té giếng nhỏ. Té giếng hồi nhỏ. Ừ. Rồi khi mà lớn lên á thì người ta... Dụ. Dụ ở vỏ. Khờ lắm. Dụ là cặp kè hay là xâm hại? Xâm hại á, mà đi bán số này nhà là hiếp dâm đó rồi. Cô nó khờ lắm ra đâu. Thằng kia đâu, có vợ, chú vợ ở đi dụ thợ, chích cá vô chích luôn á. Chích chỉ luôn? Ừ. Chích cá này, bắt cá, chích cá này vô ở. Đi bán số ai giữ nữa, trời ơi, mà nhà vô bán ăn cả ai giữ đi. Khờ, con nhớ cái ranh, chết rồi. Nhớ cái ranh lắm. Đâu cô đi với con ra ngoài con hỏi. Để chị thử coi chị biết gì không? Ơi, quên nữa. Có ông này. Chị ơi. Chú hỏi thăm đây. Chị làm gì vậy? Tức là cũng hỏi thì cũng biết trả lời này kia đúng không? Ừ. Như vậy á là chị á là khi mà cô đi bán vé số thì chị ở nhà. Thì chị một bị người đàn ông vô xâm hại. Là sinh ra bé bé lớn. Rồi sau đó một lần nữa hả? Ừ. Một lần. Cái lần chết rồi, cái lần lắm. Nó cái chết rồi. Ừ. Là một người con gái của cô nữa thì cũng khôn lanh nhưng mà mất rồi. Mất rồi. Mất vì bệnh gì? Ở đó ăn trứng cóc. Ăn trứng cóc á. Ăn trứng cóc, trứng con cóc á hả? Ừ. Trúng độc hả? Trúng độc. Còn cho con hỏi chồng của cô đâu? Chết rồi lâu, chết lâu rồi. Bỏ lại cô nuôi mấy con thôi. Ừ. Ông xã chết chết lâu rồi. Đi muốn ma đừng tay. Dạ. Mà từ cái ngày mà chị bị té giếng như vậy là chị không có còn được tỉnh táo nữa cô. Ừ. Không có đi học hay đi làm gì hết. Không, đâu cho đi học rồi. Mày ông già đâu không sống đâu cho đi học. Dạ. Mày bà kia có bà mấy nhập mấy ghẻ. Đâu cho đi học rồi, nói là đâu cho đi học. Dạ. Mày bà kia đâu cho học. À, cho con hỏi khi mà chị bị xâm hại như vậy thì mình gia đình mình có đi báo công an không? Có, ai sẽ thể đâu chứ, có đâu thể một lần rồi. Nó chối nó còn ở ai mà ở kia, cái chối mà ở nó đối ai chịu trăng cớp. Nó khờ cho bà mà. Ý là cô nói sao ra cái gì? Ra tập thể rồi, đi mang mời cái thằng kia ra tập thể rồi. Ở nó là tao mời ra. Mặc ra tập thể hả? Ừ, mời thằng ở nó đó. Chối. Chối? Ừ. Rồi có xử được không? Có. Thề. Cái già kia ở cái đây nè. Ở thề ở tao có ở con mày ra đời xe đụng. Ba ông bữa xe đụng ăn chút quay luôn. Đụng. Cho nó 50 tuổi. Ở nó. Là cái người xâm hại chị. Ừ. Bị công an mời nhưng mà chối. Chối. Thề mà. Thề là nếu như có xâm hại thì ra đường xe đụng. Ừ. Rồi sau đó xe đụng thiệt. Xe đụng thiệt. Rồi chết luôn rồi. Chết quay luôn rồi. Giờ bỏ lặng chắc cửa. Thấy chị khờ khạo vậy mà còn vậy hả? Ừ. Rồi xâm hại xong là chị mang thai luôn đó hả cô? Mang thai rồi. Cái này quạch đẻ đâu, cái quạch móc dục rồi, cô ấy bỏ đứa rồi. Còn hai đứa này sao? Bỏ một bé rồi nữa đó hả? Quăng cái đứa rồi. Là cũng của người đàn ông đó hả? Ông khác luôn à. Ơi. Mà khờ lắm. Tại sao này cái thằng quỷ này chè xuống ở con đẻ con này để nhỏ nhỏ mẫu xanh đó. Để đó nhỏ thằng này vô giờ ở con này đẻ mẹ đẻ nhỏ nó khờ quá đi cá luôn khờ mà phải nói là nghe cô nói rất là bi kịch luôn. Vậy giờ con tạm tóm tắt lại cái câu chuyện gia đình mình á là ngày xưa thì chị bị té giếng đúng không? Ừ. Là chị bị khờ luôn. Ừ. Cô có hai người con gái, một người mất rồi, còn lại một chị khờ này. Sau đó thì chị bị một người đàn ông xâm hại. Cũng ngay tại đây luôn hả cô? Thì đã bỏ cái thai đó đi rồi. Sau đó lại bị một người đàn ông nữa xâm hại tiếp. Người đó thì bị xe đụng mất rồi. Chị thì tiếp tục có bầu, sinh ra một bé. Chính là bé lớn. Sau đó một người đàn ông đi chích cá ở khu vực này nè, lại tiếp tục xâm hại chị nữa. Đẻ ra bé nhỏ. Phải nói là bi kịch của gia đình.
khờ lắm. Cô cháu mình lại thăm hai bé này đi. Ừ, thăm đi. Thương nhất là tương lai của hai bé này, tức là bây giờ là không có biết cha nè. Rồi tức là không có cha rồi mà mẹ thì lại bị khờ nữa đúng không? Cô ngồi với hai bé luôn đi. Bé này lanh lắm nè. Nhi lanh lắm nè. Thảo không có đi học, buồn không Thảo? Tóc của hai bé giống giống nhau ha. Quá trời phù ra nè. Buộc tóc rồi. Thảo ở nhà là chăm em hay là như thế nào? Dạ không, chiều thì con đi làm. Chiều con làm cái gì? Dạ, phụ bán nước ở công viên Hậu Nghĩa. Công viên Hậu Nghĩa, con đi bán nước. Con bán với ai? Con mình. Có ai con? Sao đâu đâu nói chú nghe rồi, đặng chú gửi tiền cho lấy vốn đi bán nước. Con đi bán một mình hay đi bán với ai? Con một mình nè. Rồi con lấy nước ở đâu con bán? Nói chung là con phụ người ta thôi. À, đi phụ. Người ta trả cho con bao nhiêu tiền? Trả nhiêu nói vậy? Trả nhiêu? Ta trả cho con một lần con đi bán gì được bao nhiêu tiền con? Bao nhiêu? Nhiêu tiền? Nhiêu tiền ta? Từ mạnh nha. Dạ. Nhiêu tiền con biết chị đi bán được nhiêu tiền không? Dạ không. Không biết hả? Nhiêu tiền linh. Bé nó ngại hay sao á? Nhưng tiền nói chú biết vậy. Mồ hôi một kê đổ rồi. Thằng hầm quá. Ủa đi bán đi phụ người ta hả cô? Cho nó 50% vậy đó. Phụ nước ta 50% một buổi vậy đó hả? Ừ. Có khách uống cho bưng nhất uống, đưa người ta uống rồi cho 100, phụ người ta cho 100 ngàn. 50 vậy. Nhưng mà con thấy nha, giờ bé Thảo á, là lớn rồi, cũng ra dáng con gái rồi. Cho nên là cô có dạy cho bé Thảo là phải bảo vệ không có dính vô giống như là mẹ của bé nữa không? Quấn chết á. Đây khó, quấn giáo hụt. Bởi mẹ không sợ luôn, quấn là giáo hụt. Thằng nào tái nhà, được tái mà giống với mẹ mà chết tao, là chết chôn, quấn chết chôn. Khuôn thì nhậu, quấn thằng ngồi chết á. Sợ lắm, hai đứa này sợ lắm, không nhận, nó phé một cái rồi. Nó tiếng xuống nghe chết rồi. Tức là phải dạy nha. Ừ, phải dạy, nó giống mẹ mày đó, cho bà mày. Không ai nuôi đâu, tao già đã 5-6 tuổi, tao không có nuôi đâu, mệt rồi. Chú nói cho Thảo nghe nè, đi bán á, gặp ai lạ mà lại hỏi hay là dụ chở con đi đâu á. Biết luôn hả? Dạ, biết. Là phải tránh xa nha. Dạ. Chạy liền hoặc là kêu ai đó hoặc là về báo với bà ha. Biết không? Con đi bán mấy giờ con mới về? 9 giờ thôi. Con tự đi hay là bà chở con đi? Bà ngoại con không biết chở xe. Không có xe chạy nổi cỡ. Đi bộ con. Chạy xe. Con đi bộ hả? Công viên Hậu Nghĩa gần đây không? Dạ, công viên Võ Tấn Đồ á. Rồi con đi bộ ra ngoài đó, con bán rồi tối 9 giờ con mới đi bộ về. Dạ không, không phải là đi bộ, là đi quá gian. Kiểu là đi quá gian những người quay á. Là từ nhà này con đi bộ ra ngoài đường lớn con quá gian đúng không? Ừ. Con đi đêm vậy con sợ không? 12 giờ 13 rồi. Mày đi học Nhi ơi. À tới giờ đi học rồi hả? Ừ, 12 giờ 7 rồi. Rồi ai rồi ai đưa đi học? Mẹ đưa đi. Này á con biết được hoàn cảnh của gia đình cô ha. Ừ. Con gửi cho bốn bà cháu ít tiền để làm vốn mua vé số. Ừ. Dạ. À, nhân xin chân thành cảm ơn là nhân trích của bà Phạm Thị Đông và Trương Tô Hà Anh
số tiền là 3.071.000 nha. 3.071.000 của Phạm Thị Đông và Trương Tô Hà Anh. Hôm nay thì hai anh em Nhân với lại Nghĩa ghé đây gửi cho cô. Cảm ơn em. Dạ, gửi cho cô. Thực sự thì trong khả năng không có dám gửi nhiều, bởi vì mấy bà cháu ở đây thì sợ quay chia sẻ lên như vậy thì có kẻ xấu vô, cho nên không có dám gửi nhiều, thì giúp cho chút ít như vậy. Có duyên thì con lại ghé đây, gia đình có gặp khó khăn thì con ghé con hỗ trợ tiếp nha. Dạ. Cảm ơn ha. Thì này lấy vốn bán vé số đủ không? Đủ ạ. À. Mai bán rồi. Mai đi bán lại. Hồi nay bị bệnh cảm, gió hồi nay rồi. Một xíu ăn không có ăn được bổ á. Chống mặt cũng 5-6 tuổi, cũng lớn tuổi rồi. Thì bán thì nghỉ cũng buồn, có mai có đâu đi nè. Ở nhà bực quá, đi mẹ cho nhà rồi cũng buồn quá. Bị bán luôn. Cho em 10.000 đi học. Tiền học của bé này nhiều không? 10.000 một à, mời cho 10.000 ăn là luôn là 20. Sáng mẹ con sữa. Tiền học phí á, tiền học phí. Tiền học phí không ít. Nè. Nè trong túi cô còn là đúng 90.000. Đúng không? Đó. Là vốn liếng á. Mua gì ăn, đi học mua gì ăn? Mua bánh. Mua gì? Bánh. Bánh ăn. Mua bịch bánh ăn. Cất tiền cho kỹ á nghe. Hồi xưa chú đi học chú được cho 5.000 á, con được cho tới 10.000 á, là bà cưng con lắm á, ráng học nha. Nha. Dạ. Cũng ngoan lễ phép, lanh lắm á, cái nhỏ này lanh lắm á. Chị tới giờ đưa bé đi học rồi kìa. 1 giờ mới đi, đi đâu giờ này? Đi sớm rồi chẳng cổng trường cho mở à. Ủa vậy hả? Vậy nãy nghe bé nói tới giờ. Lấy giờ đâu giờ này hả? Giờ lấy giờ thì bé đưa em vô chẳng cho em mày đứng ngoài ha, cửa lớp cho mở ha. Con nhỏ ngồi của mày. Con mười năm đi. Chị rớt hả? Chị tên rớt hả? Thúy An. Chị An cũng ngoài chân rớt. À chị Thúy An, chị Thúy An bao nhiêu tuổi chị Thúy An? Hả? 26. 26 tuổi. Con nặng luôn rồi. Chị 26 tuổi đúng luôn ha cô. Ừ. Nè. Con nặng. Nhìn chị rất là khắc khổ. Một bộ đi dơ đi. Trời rồi luôn á. Thôi đi đi. Mẹ lại con đi. Chị không có tập thể dục luôn á. Miếng hai đồng một cái mẹ con. Hai đồng ra cô chửi. Đồ một khắc đi. Tắm rửa rồi khắc tao đi. Sức khỏe của chị thấy ăn tốt không? Sao thấy chị đi bị yếu tim. Bị yếu tim hả? Rồi thôi vậy con tạm biệt gia đình mình nha. Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Cô ráng dạy hai đứa nhỏ nha. Còn tương lai của tụi nó nữa. Dạ. Em về nha chị. Cảm ơn em. Nó giờ nó muốn đi học nhưng mà không có xe đạp điện. Giờ nó ước mơ xe đạp điện nữa. Ước mơ có xe đạp điện hả? Nhà mình có chiếc xe nào không? Xe không hư đó. Cục. Nó xe đó cho em đưa học mỗi ngày. Nó xe gãi rồi xe hai mẹ con hai chiếc này. Chiếc xe đạp kia đó. Là ước mơ có chiếc xe đạp điện đúng không? Ừ. Xe đạp điện để đi đúng không? Nhờ chị ước mơ chiếc xe đạp điện đó. Dạ. Thôi để con chia sẻ nhá. Con hy vọng rằng bà con có phát tâm hỗ trợ cho gia đình mình nha. Dạ. Rồi thôi con xin phép. Phải nói thì trò chuyện nãy giờ mình thấy gia đình rất là bi kịch luôn. Cảm thấy là mấy bà cháu tinh thần cũng không có được ổn định lắm. Nhất là chị gái thì mình thấy là do ngày như cô kể ngày xưa là bị té giếng với lại là bị nhiều cái lần xâm hại thì giống như là tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng rồi. Và như vậy thì cái việc mà chị nuôi dạy hai đứa bé sẽ gặp rất là nhiều những khó khăn. Vì vậy mà Nhân rất là sợ tương lai của hai bé thì cũng sẽ phát triển không có được bình thường. Bởi vì mình thấy là cái bé lớn cũng có một cái dấu hiệu như là rụt rè và sợ là sẽ lâm vào trầm cảm. Phát triển không ổn định, bé nhỏ thì vẫn còn khá là lanh, thì sợ nhất vẫn là tương lai của mấy bé. Thôi thì Nhân chia sẻ cái câu chuyện này để cho mọi người hiểu ha.
rằng có những hoàn cảnh như thế này, và Nhân cũng hy vọng rằng có những cái sự phát tâm cũng giúp được thêm cho mấy bà cháu. Nhân cảm ơn quý cô chú anh chị luôn đồng hành cùng với Nhân trong những video như thế này.